cái xe xe lạnh của tiết trời Bình Phước thì người dân xã Bom Bo thường ghé thăm quán bánh cuốn Bắc Hìn để thưởng thức ngay cho mình một tô bánh cuốn nóng. Ở đây có bánh cuốn thịt, bánh cuốn trứng, đặc biệt là món bánh cuốn trứng gà ta rất được người dân nơi đây ưa chuộng. Điều hấp dẫn tạo nên tên tuổi bánh cuốn Bắc Hìn là bánh ở đây ăn kèm với nước hầm xương. Có lẽ mọi người nghe cũng cảm thấy hơi lạ lạ đúng không nào? Tuy nhiên, quán bánh cuốn của Bắc Hìn đã mở được 16 năm nay. Hình ảnh bác ngồi tráng bánh bên cạnh lò đã quá đỗi quen thuộc với người dân xóm Bom Bo. Hàng ngày, bác Hìn bán khoảng 20 lít bột cùng với 3 kg xương đùi heo hầm cho ngọt nước. Ăn tới đâu bác sẽ tráng bánh tới đó để đảm bảo bánh luôn nóng và luôn ngon. Thì làm vậy đâu sợ lạnh đâu bác ấy. Một quạt này làm chút đi. Có mỗi 2 bữa nay là không bật quạt đấy. Quạt đằng sau này nóng lắm. Mùa này đỡ mà mùa kia chảy mỡ luôn á. Một nguyên liệu bí ẩn được xem là nguyên liệu vàng trong quán bánh cuốn Bắc Hìn là những hũ măng ớt ngâm mắc mật. Nếu không dùng chung với nước hầm xương, bạn cũng có thể ăn kèm với nước mắm, cũng tạo nên hương vị đặc trưng cho món bánh cuốn Bắc Hìn. Không tên, không bảng hiệu, nhưng quán bánh cuốn nước hầm xương của bác Hìn hàng ngày vẫn luôn đông khách. Lớn tuổi có, nhỏ tuổi có, nam có, nữ có.